là em yêu anh hơn tất cả. Dù là anh chưa từng nói ra. Hello, xin chào tất cả anh chị em, chào mừng anh chị em đã đến với kênh của Chảo Mini. Anh em có chảo thì hôm nay anh em có chảo nước lạnh gì luôn. Nói chung là tại vì sao anh em, giờ còn có một số vấn đề buồn quá. Trời, giỡn hoài luôn, ham cố. Chào anh em nha. Hello anh em, hello cả nhà. Đang buồn tâm trạng mà gặp cái cha giỡn hoài. Nhiều khi chứ nó hát nó buông tay vô đó, nó đạp con gái đang buồn mà nó buông tay. Anh buồn tay tôi đâu, em đi đi anh ở lại đây. Còn lúc sau anh mới sinh ra, tôi yêu anh nên tất cả. Thiệt luôn á, vô tình. Vô tình mới vô tình anh đi gặp em trong tháng quá. Sạm thêm nữa mày, tự ngại nó khám bệnh vậy, nó bị cái gì vậy đó. Chỉ là tự ngại khám bệnh vậy, nó bị cái gì vậy đó. Bà ảnh đi dẫn cho nó cần lắm rồi. Chứ đó dù không cần gì mấy đâu. Nó dẫn dẫn cho nó cần. Nó cần, tâm gì đà. Rồi nói đi, nói đi, nói đi. Thì nói rồi, nó gì đó, nó hết rồi. Bây giờ bữa nay là không có làm cái gì nữa hết. Giờ anh chẳng biết làm sao, chẳng biết làm sao. Anh buồn tại rồi đó, em đi đi, anh ở lại đây. Phải làm sao em mới nhận ra, anh yêu em hơn tất cả. Dù là anh chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa. Dù hai chúng ta đã từng thôi à, bây giờ đi chợ đi. Giờ làm gì? Ra ngoài ra bữa nay đi chợ mua gì về ngồi ăn nói chuyện tâm sự anh em chơi. Khỏi nấu nướng là khỏi làm gì hết. Ok không? Ok không? Anh không ok gì cậu ơi. Không ok quá không? Ok thôi đi mua. Ngủ hả? Giờ này buồn ngủ hả? Ok đấy. Thì thôi đi. Đi đi. Rồi, anh em đợi anh em của mình nghe mua về, còn anh em mình nói chuyện tâm sự, tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng luôn nha. Bữa nay có một số chuyện buồn cả gia đình. Đây, đây, đây ngón khoảng. Đấy, được không? Anh buồn tại rồi đó, em đi đi, anh ở lại đây. Chớ ghé là cô ở đây rồi, trước đường ở đây, trước chợ đó, mua trà sữa, mua trà sữa xuống, xong cái ngồi chỉnh lúc trên kia mua mớ cá viên chiên đó nè. Thấy cầu, cầu sắt không? Trang cả dầu á, thấy ở trong phố mình á. Trà sữa với cá viên chiên đó ha, có gì nữa không? Cái mớ đi. Cái nhiều lắm rồi đâu ơi. Nhiều lắm rồi. Không, cái này tấp là đúng xíu xíu à, lội xíu à. Thấy xíu xíu à. Để con cây này đi. Cây này được rồi. À, lấy con cây đó đi. Con dư đó nè. Con lấy hai cây cái gì? Cây. À, lấy hai cây đi. Được. Cây này thôi. Rồi nào, giờ báo cáo nè, nó chấm nè. Rồi nào. Còn từng ớt đâu rồi. Rồi xin cái miếng đi, gì ăn chấm chấm. Giờ lấy chung cái gì nè. Sao mai. Đi nấu cái gì đây, cái gì đây. Dạ. Ủa sao rau không mà? Rau không mà? Dưa leo với rau găm. Cái nhà ơi.
Wow, chồng là quá ngon. Wow, anh chảo thật là vinh diệu. Wow, tương ớt. Đá ít thôi, nhiều quá lạc lắm. Ít thôi nha, không nhiều. Bao nhiêu con ly thế nè? Uống không? Không hả? À, không, còn hai uống luôn. Uống. Uống. Wow. Hồi tối là wow 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 rồi. Wow. Quá im, quá im. Đánh thằng lại lên. Chảo hôm nay có cái sự mà bây giờ vậy. Bánh gì hết vậy? Hôm nay nè. Hôm nay tôi với cháu tôi uống thì mấy ông uống đổi đâu bạn lên đó đi. Tự dẹp nó ngay bánh đi. Chứ nghẹp luôn. Cái này là của tôi phải không? Cái này của... Nè, sổ gác này chứ không có sổ gác đâu. Mẹ. Này, của bé này. Wow, wow. Hôm nay chảo mời cả tem ăn bò chiên chiên. Nè nè nè. Đây, ngon lành cành đào, ngon lành đủ loại, đủ loại. Rồi, thả lên em miếng đây. Mời cả nhà uống miếng trà sữa. Cả nhà đây. Mời anh em. Đã quá, đã quá. Quá ngon. Ừ, ngon. Ăn cục bò coi. Hey. Đâu là cục bò sao đâu? Cục bò đâu rồi? Đâu cục bò sao đâu? Thôi đi chú khác đi. Mời cả nhà nghe. Mời cả nhà. Mời anh em. Mời cả nhà nghe. Mời các bạn em luôn nha. Em ăn miếng. Ôi đã. Được ha. Quá ngon. Ơi, cái này gì lạ chứ nó. Tiền biết. Thử đi. Cái gì lạ cái nào á. Ồ, mà anh em. Bây giờ nó có gì nữa. Tôm, tôm thôi. Tôm mà. Tôm á. Mà cái này em. Review đủ thứ cho anh em. Trả lại đi anh em. Mà anh em. Ngon hơn. Vô gầm à. Này là kêu bò dò duyên á. Mời anh em mình kể nữa nha. À, bò dò duyên lấy nghĩa nó là sao ta? Bò là dò xuống là duyên lấy phải không? Bò là... À, có dò. Dò. Không có dò kìa. Biết anh luôn à. Dò. À. Dò nè. À. Duyên. À, duyên hạ duyên nè. Duyên hạ duyên á. Mà cái nhà uống trà sữa nha. Cả tôm. Đây, cái này nó thơm. Quá ngon. Đây, cục này cũng xích xích. Cục này cục gì mà nó có gai gai gai. Xích xích luôn cả nhà ơi. Làm miếng cả nhà. Có mà có hôm ai vậy? Anh em. Quá ngon. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm, trời ơi. Tôi đang mua chứ nè. Tôi làm á. Vẫn ngon. Cái này mới ngon nè. Không, hồi đó cái này là cái tuổi thơ đó. Ê, cái gì vậy? Cái tuổi thơ đó ăn thì ngon nè. Chả. Chả, chả, cái chả với bánh mì 2.000. Ừ. Chả cá 3.000, bánh mì 2.000, nữa 5.000. Đó là bây giờ ừ. Không phải thảm như là 2.000 gì đó lâu rồi. Thời đó là cái cây này mỗi mình như 2.000 gì đó. Ừ. Cây này là gì? Chăm đó. Đây là chả nữa nè. Chả cho miếng. Chả miếng. Các miếng đủ thứ chứ. Mời anh em mình nha. Nước này chấm gì nó cũng cả nhà ngon nha. Nó lạ. Như là cái mũi nè. Ừ. Bánh dưa nè. Gì? Có mayonnaise nữa.
qua cho nè hả? À, biết là ba chục nem cái gì mà cái trắng trắng mình giang cho rớt vô trong gao á, quá ngon. Nói chung là hôm nay chảo đẩy tem mình vậy là quá ngon, tuyệt vời tuyệt vời xuất sắc. Vô miếng chả lên cả nhà. Nói dùng á, nó dùng á lạ anh em ơi, anh em cả nhà mình á. Đẹp, buồn lắm. Bữa nay gặp gì đâu mà chỗ đang tâm sự đi ra chỗ khác. Gặp chuyện gì đâu không mà anh em. Lên lại chữ mà cả nhà á. Nhà nghèo, nhà bà cả nhà luôn. Chỗ nói chuyện chuyện gì, lên lại cả nhà. Rồi mau lẹ đi. Lên tay đi chữ tên lai bị chữ nói nhà nghèo nhà bọng này cái này còn ra đâu mà thêm một vấn đề khác bò giờ duyên chứ chả ăn chung luôn cái này trời ơi. Thôi nói chung là tôi nói tới đây thôi anh em ạ, nói tới đây thôi không nói nữa nha, nói chung là buồn á. Nói rồi có bồn bon này nè. Tôi nói cũng này nè, gì đây ai uống đâu mà sợ biết nữa nè, gao nè sao vậy, thôi giờ ấy cho con bé nó vô ăn cầm nó bay bậy như vậy. Nãy giờ có chửi trong bụng không? Có rồi, anh thường đứng liếc là đi liếc nói cho anh em ơi, bây giờ chắc anh em có chảo thì chắc tạm ngưng đó anh em, tặng cho con bé nó vô nó ngồi nó ăn quá chung luôn. Cảm ơn mẹ cháu quá mà đãi món quá ngon. Ê, thì hương thì thống nhất là vậy đi anh em ơi, cho bé nó vô nó ngồi nó chung với anh em nữa chứ đẩy bắt nhỏ cầm quà nó không lượng nữa anh em. Giờ đẩy dưới lại giờ này đẩy cái máy quay đẩy xuống một góc một thì nó cũng không có nó tối á, không biết lương nào canh để cho con bé nó cầm cái gì nó canh đồ ăn là dây dạ luôn, giống như mình đẩy cái máy cầm anh em hai người cắt hút ngàn lần cái nó bể hết trơn à, nó bể ảnh hết trơn anh em. Thì hẹn anh chị em của mình ở một clip tiếp theo, còn bây giờ thì các bạn em mời cả nhà.